Xin chào các bạn, hôm nay mình mới được bạn cho một cái máy sấy tóc hỏng này. Chiếc máy sấy tóc này của bạn mình bị hỏng và bạn mình đã tháo ra rồi. Và hình như là không biết lắp sao thì đưa mình. Đấy thì nói chung là mình thử mang về mình hồi sinh các bạn nhé. Nhìn nó vẫn còn khá mới. Nhưng mà phần cánh quạt này bị gãy này. Và cái giấy chống cháy ở đây cũng bị rách. Đoạn dây máy so này thì kiểu như là bị nóng quá này, sắp đứt luôn này. Cái này chắc chắn là bị nóng đỏ lên nó mới bị như này các bạn nhé. Thế còn lại những cái dây máy so ở chỗ khác thì vẫn nguyên. Thế cái này ở bên này mới đúng nhé. Có khả năng là do cái phần này bị gãy này, cái đoạn dây máy so này nó chạm vào đây và làm cho cái dây máy so ở đây nó nóng quá mức này. May mà nó chưa đứt các bạn ạ. Đứt cái sợi nhỏ này thì motor mình không quay được nhá. Cái đoạn dây này là như một cái điện trở ấy, để nó hạn dòng cho motor này nhá. Đứt sợi nhỏ này thì motor sẽ không quay. Còn sợi ra nhiệt chính là những cái sợi to này. Bố con bị ốt trên motor, lát nữa mình sẽ đo luôn nhá. Cái này mình cũng không rõ sống chết của nó như nào, mình sẽ kiểm tra. Dây điện đứt hết. Và đặc biệt là chiếc công tắc này bị chảy các bạn nhá. Nó bị chảy một chân đây, và đứt dây ra hết rồi. Đấy, để lát nữa mình kiếm xem là có cái công tắc nào kiểu này để mình thay nhá. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra bốn con diốt này nhá. Mình gỡ lên để đo cho nó chính xác hơn. Mình tách nó ra như vậy, bây giờ mình sẽ tiến hành đo. Mình để thang đo diode nhá. Rồi mình đã đo 4 con thì 4 con đều một chiều lên và một chiều không lên. Như vậy là diode còn tốt nhá. Cái phần này hơi tối nên là mình đo các bạn hơi khó nhìn, các bạn thông cảm nhé. Khi đo thì các bạn nên gỡ từng con ra như vậy đo sẽ chính xác hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hàn lại. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần này này, mình sẽ gắn lại nhé. Cái phần này ở trên này nó không nóng nhiều nên mình có thể dùng keo con voi mình gắn các bạn nhé. Bởi vì có quạt gió thổi từ trên này xuống thì phần này nó sẽ không nóng. Mình nghĩ là keo con voi có thể chịu được. Chứ bây giờ như thế này mình cũng chả còn cách nào để mình gắn đâu. Các bạn nên dùng mùn cưa hoặc gió bếp các bạn cho vào đây để nó chắc nhé. Gắn keo không thì nó sẽ không thể chắc được. Rồi mình gắn như vậy khá là cứng rồi. Thế là cách gắn kinh điển nhá, là cho mùn cưa hoặc là gió bếp vào thì nó sẽ tăng độ cứng lên. Ở đây mình gió keo như vậy cái keo nó sẽ chảy đây. Thế là lúc đầu mới bật máy thì các bạn nên hướng cái máy ra ngoài nhá, không hướng vào người nhá. Bởi vì cái khói của keo con voi thì vào mắt nó rất là cay và rất là ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Mình gắn như vậy để tạm thời thôi, còn đến khi sử dụng nó như nào thì mới biết được các bạn nhá. Sau khi gắn keo thì mình phát hiện là mình đã làm đứt sợi dây máy so này. Bây giờ mình sẽ nối lại thôi. Mình đã nối phần máy so bị đứt vào như vậy. Tiện thể mình sẽ gắn keo cái phần giấy chống cháy này vào cái cụm motor này luôn nhé. Ok, mình đã gắn phần này lại. Bây giờ nhìn nó có vẻ cứng cáp hơn rồi. Ở phần phía trên này thì các bạn có thể sử dụng keo con voi nhé. Nhưng mà nó bị gãy ở phần dưới này thì bó tay thôi các bạn ạ. Ở dưới này nó chịu tác dụng nhiệt rất là lớn, còn ở trên này thì nó chịu tác dụng nhiệt ít. Bây giờ mình sẽ gắn phần này vào trong cái vỏ này. Mình đút nó xuống chạm đến phần này là ok nhé. Bây giờ đến chiếc công tắc này thì mình thấy là chiếc này còn tốt này. Có lẽ là chiếc này ở bên trên này, bởi vì cái dây nối vào nó rất là ngắn, kéo xuống dưới không đủ thì chắc chắn nó ở trên thôi. Và đây là chiếc công tắc bị chảy. Bây giờ mình sẽ thử tìm chiếc công tắc khác nhá, chứ chiếc này thì không thể sử dụng được rồi. Đây các bạn ạ, mình vừa mới kiếm được một cái công tắc khác này. Cái này lúc trước mình cũng tháo ở cái máy sấy tóc hỏng ra thôi. Cái này thì chân vẫn còn lành lặn nhá.
Cái này sẽ ở bên dưới này. Trên dây nguồn thì một dây nó đã nối trực tiếp vào cái phần dây mai so rồi. Còn lại một dây thì chắc chắn dây này sẽ nối vào chân này của chiếc công tắc nhé. Nó sẽ nối như vậy. Còn ở đây sẽ có hai dây này. Ở đây thì còn lại hai cái sợi dây này. Hai dây này mình nghĩ là nó nối chung với nhau và nối vào cái chân bị chảy trên cái công tắc cũ nhé. Bởi vì ở đây các bạn có thể thấy là cái vỏ nhựa của hai sợi dây này nó cũng bị chảy này. Thì trên cái công tắc cũ nó chỉ có một chân bị chảy thôi. Nên mình nghĩ là hai dây này nó sẽ nối chung và nối vào cái chân bị chảy đấy. Đây là cái chân bị chảy trên công tắc cũ này. Đặt như vậy thì hai dây đó sẽ nối vào chân này nhé. Bây giờ mình sẽ hàn luôn. Dây này mình sẽ nối luôn vào đây. Cái phần nối dây này mình cũng không chắc là mình có nối được chính xác hay không. Mình chỉ phán đoán và mình nối thôi. Đây, hai chiếc công tắc này thì bên ngoài nó có vẻ hơi khác nhau này. Bấm xuống bên dưới là bật các bạn nhé. Rồi, giây phút hồi hộp các bạn ạ. Một là nổ sấp mặt, hai là được. Bây giờ mình sẽ lắp vào và mình thử tiếp nhé. Chứ để như vậy hơi nguy hiểm, mình cũng không dám sờ vào. Ok, như vậy là mình đã lắp xong. Nhìn lại như mới các bạn ạ. Còn hoạt động như nào thì bây giờ mình sẽ test nhé. Công tắc trên này có lẽ là điều chỉnh độ nóng này. Vậy thì công tắc phía dưới chắc chắn là công tắc motor các bạn nhé. Rất là mạnh luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ chiếc máy này cho các bạn xem nhé. Ok, nó lên 7 mấy độ rồi các bạn ạ. Nó vẫn còn nóng thêm đấy, nhưng mình test đến đây là đủ biết là nó mạnh như nào rồi các bạn nhé. Gió cũng rất là mạnh và rất là nóng. Sờ bên ngoài thì cực kỳ mát nhé. Ok, như vậy là mình đã hồi sinh thành công chiếc máy sấy tóc này rồi. Lại có màu hồng các bạn ạ. Mình rất là có duyên với màu hồng luôn đấy. Ok, nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.